Xin chào các em. Tuần trước chúng ta đã được ôn tập lại bài hát và ôn tập tập độc nhạc và tìm hiểu một chút về âm nhạc thưởng thức một số nhạc sĩ. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào nội dung hôm nay chúng ta sẽ vào học hát bài hát Nổi Trống Lên Các Bạn Ơi. Bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung thứ nhất, nội dung tìm hiểu bài và chúng ta sẽ đi vào phần một nhỏ là tác giả. Thì bài hát Nổi Trống Lên Các Bạn Ơi, đây là bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Và sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu qua tác giả một chút. Nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh ngày 12 tháng 1 năm 1930, quê ở xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, Hải Hưng, nay là thuộc Hải Dương. Và năm 2012 thì ông được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 4 về văn học nghệ thuật. Đối với nhạc sĩ Phạm Tuyên thì đặc biệt có duyên với tuổi thơ, có một số tâm hồn cực kỳ trong sáng, hồn nhiên của tuổi thơ. Ông đã viết khoảng 600 tác phẩm và hơn 200 tác phẩm viết cho thiếu nhi và nhi đồng. Rất là nhiều tác phẩm. Một số lượng rất là lớn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào một số bài hát do ông sáng tác. Như là Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng, Tiến Lên Đoàn Viên, Hát Dưới Cờ Hà Nội, Gặp Nhau Giữa Trời Thu Hà Nội, Đêm Pháo Hoa, Cô Và Mẹ, còn rất nhiều tác phẩm của ông. Và đặc biệt có những bài hát mà chúng ta biết như Chúng ta nhìn trong hình ảnh, chúng ta thấy là không khí của Trung Thu. Thì bài đầu tiên chúng ta tìm hiểu qua nhạc sĩ đó là bài hát Chiếc Đèn Ông Sao. Đây là bài hát Chiếc Đèn Ông Sao, nhạc sĩ sáng tác năm 1956, Rước Đèn Tháng 8. Và ông đã sáng tác bài hát này vào dịp Trung Thu về ngày hội vui của các em thiếu nhi tạo nên một sức sống mỗi độ thu về. Và sau đây thì các em sẽ nghe qua bài hát này. Sáng nơi nào tôi xinh xinh tung 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 xinh xinh
Vừa rồi chúng ta vừa nghe xong ca khúc Chiếc đèn ông sao. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài hát thứ hai, đó là bài Hành khúc đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, là Tiến lên đoàn viên. Bài hát viết cho các em thiếu nhi là đội viên, là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Và sau đây các em sẽ nghe qua bài hát này. Vừa rồi các em vừa nghe xong bài hát Hành khúc đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đây là một trong những bài hát của nhạc sĩ rất là hay các bạn, viết về thiếu niên tiền phong, đội thiếu niên tiền phong. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần thứ hai, đó là bài hát Nổi trống lên các bạn hơi. Trước tiên vào phần thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài hát một chút.
Bài hát được viết ở nhịp 2-4. Thì chúng ta quan sát trong bài hát, chúng ta thấy là ở trong bài chúng ta chia đoạn và chia câu. Thì bài hát này là có 2 đoạn và 1 câu kết. Mỗi đoạn có 2 câu. Các bạn chú ý trong bài hát. Và cái thứ hai nữa các em cần lưu ý đó là ký hiệu. Thì ký hiệu chúng ta đã được học một số bài hát ở học kỳ 1. Thì chúng ta đã biết được là ở trong bài những ký hiệu gì ở trong bài. Thì ở đây chúng ta gồm có bài hát cũng có dấu luyến, dấu nối, dấu quay lại, dấu nhắc lại và khung thay đổi. Chúng ta cần lưu ý những chỗ đấy. Và cuối cùng nữa là nhịp phách. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ hai. Đó là về nhận xét về giai điệu bài hát. Thì ở trong cái nhận xét của giai điệu bài hát thì giai điệu của bài hát là vui tươi, rộn ràng, có tính chất tự hào. Đối với nội dung của bài hát thì bài hát có nội dung gì? Bài hát nói lên về cội nguồn của dân tộc Việt Nam, ca ngợi tính đoàn kết của đại gia đình các dân tộc. Tất cả cùng nhau đồng lòng sát vai nhau bảo vệ xây dựng đất nước, hòa bình và phát triển. Đó là cái nội dung của bài hát Nổi Trống Lên các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần 2 lớn, đó là học bài hát Nổi Trống Lên các bạn ơi. Và trước khi chúng ta vào bài hát thì chúng ta sẽ nghe qua một lần bài hát Nổi Trống Lên các bạn ơi. Bây giờ các bạn lắng nghe. Vừa rồi các em vừa nghe xong bài hát Nổi Trống Lên các bạn ơi.
Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào tập từng câu nha các bạn. Ở bài hát Nội Sống Lên Các Bạn Ơi, thì bây giờ các bạn sẽ thầy sẽ tập cho các em từng câu một và sau đó chúng ta sẽ ghép lời bài hát nhé các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tập câu thứ nhất và câu thứ hai. Các bạn lắng nghe nhé. Câu thứ nhất nè. Xưa mẹ Âu Cơ sinh được trăm con. Rồi thầy sẽ hát lại câu thứ hai luôn. 50 xuống biển, 50 lên non. Bây giờ chúng ta ghép lại hai câu với nhau nào. Xưa mẹ Âu Cơ sinh được trăm con, 50 xuống biển, 50 lên non. Rồi tiếp tục nào. Nay chiều cháu con chung tình nước non, là hoa một gốc là con một nhà. Rồi chúng ta sẽ ghép lại bốn câu lại với nhau nhé. Xưa mẹ Âu Cơ sinh được trăm con, 50 xuống biển, 50 lên non. Nay chiều cháu con chung tình nước non, là hoa một gốc là con một nhà. Rồi, nào chúng ta vào điệp khúc nào. Nổi trong lên như trong đồng năm xưa, cùng vỗ tay trong điệu múa đông đưa. Rồi chúng ta hát lại nào. Nổi trong lên như trong đồng năm xưa, cùng vỗ tay trong điệu múa đông đưa. Rồi chúng ta tiếp tục nào. Hòa tiếng ca theo nhịp trống ngân vang, trong tình thương bao la của mẹ Việt Nam. Rồi chúng ta hát lại nào. Hòa tiếng ca theo nhịp trống ngân vang, trong tình thương bao la của mẹ Việt Nam. Rồi bây giờ chúng ta vào cái chỗ điệp khúc nào, đoạn cuối nào. Tung 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 ca tung 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 ca tung 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 tung. Rồi các bạn quay về đầu bản nhạc. Chúng ta hát lại từ đầu nhá. Xưa mẹ Âu Cơ sinh được trăm con, 50 xuống biển, 50 lên non. Nay chiều cháu con chung tình nước non, là hoa một gốc là con một nhà. Rồi, chúng ta vào điệp khúc. Nổi trong lên như trong đồng năm xưa, cùng vỗ tay trong điệu múa đông đưa. Hòa tiếng ca theo nhịp trống ngân vang, trong tình thương bao la của mẹ Việt Nam. Tung 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 các tung 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 các tung 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 tung. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghép nhạc và thầy sẽ hát theo giai điệu của bài hát nhé các bạn. Rồi chúng ta sẽ hát theo giai điệu nhé các bạn. Xưa mẹ Âu Cơ sinh được trăm con, 50 xuống biển, 50 lên non. Nay chiều cháu con chung tình nước non, là hoa một gốc là con một nhà. Nổi trong lên như trong đồng năm xưa, cùng
vỗ tay theo điệu múa đồng đưa, hòa tiếng ca trong nhịp trống ngân vang, trong tình thương bao la của mẹ Việt Nam. Tung 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 các tung 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 các tung 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 tung. Xưa mẹ Âu Cơ sinh được trăm con, 50 xuống biển 50 lên non. Nay chiều cháu con chung tình nước non, là hoa một gốc là con một nhà. Nổi trong lên như trong đồng năm xưa, cùng vỗ tay theo điệu múa đồng đưa, hòa tiếng ca theo nhịp trống ngân vang, trong tình thương bao la của mẹ Việt Nam. Tung 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 các tung 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 các tung 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 tung. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, các bạn sẽ lắng nghe lần hai của bài hát Nổi trống lên các bạn ơi. Các bạn bây giờ các bạn nhẩm lời nha. Xưa mẹ Âu Cơ sinh được trăm con, 50 xuống biển 50 lên non. Ngày chiều cháu con chung tình nước non, là hoa một gốc là con một nhà. Nổi trống lên như trong đồng năm xưa, cùng vỗ tay theo điệu múa đồng đưa, hòa tiếng ca theo nhịp trống ngân vang, trong tình thương bao la của mẹ Việt Nam. Tung 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 các tung 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 các tung 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 tung. Xưa mẹ Âu Cơ sinh được trăm con, 50 xuống biển 50 lên non. Ngày chiều cháu con chung tình nước non, là hoa một gốc là con một nhà. Nổi trống lên như trong đồng năm xưa, cùng vỗ tay theo điệu múa đồng đưa, hòa tiếng ca theo nhịp trống ngân vang, trong tình thương bao la của mẹ Việt Nam. Tung 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 các tung 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 các tung 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 tung. Vừa rồi các bạn vừa nghe thầy vừa ghép lời hát trong bài Nổi trống lên các bạn ơi. Bây giờ các em về nhà ôn tập lại bài hát nhé các em. Về nhà các em nhớ học thuộc giai điệu và lời bài hát Nổi trống lên các bạn ơi, và chuẩn bị cho thầy tiết học tiếp theo và tìm hiểu thêm thế nào là nhịp 6/8. Chúc các em có một buổi học âm nhạc lớp 8 thành công và tốt đẹp.